Vf, xin chào các bạn. Hôm nay thì bên mình sẽ tiếp tục review cho bạn về một trong những bộ micro không dây cực kỳ chất lượng nhưng mà giá thành thì cực kỳ rẻ. Và mã sản phẩm mình muốn giới thiệu đến các bạn sẽ có tên là M18. Với sản phẩm này thì sẽ có rất là nhiều những tính năng đặc biệt. Vậy nó sẽ có những tính năng đặc biệt như nào? Thì giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhé. Bắt đầu thôi. Ở đây trên tay mình đang có là bộ micro không dây M18. Chúng ta sẽ đi vào một nhanh bộ sản phẩm của M18 nhé. Ở trong đây thì chúng ta sẽ được đựng trong hộp đựng khóa rất là cao cấp. Đây, ở bên trong sẽ là bộ phụ kiện của M18 nhé. Chúng ta sẽ điểm qua những phụ kiện có ở trong bộ 18 nhé. Ở trong bộ sản phẩm này thì đầu tiên chúng ta sẽ có cục thu và cục phát của model M18. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những dây cáp kết nối nhé. Đầu tiên là một đoạn dây cáp với hai đầu tai si. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cáp tai si ra 3.5. Cáp tai si sang Lightning và cáp USB với hai đầu tai si. Một tai nghe. Và cuối cùng là lọc gió. Và đương nhiên không thể thiếu đó chính là sách hướng dẫn. Rồi ok. Đó là tất cả những phụ kiện có ở trong bộ micro không dây M18. Chúng ta sẽ đi vào thiết kế của micro không dây này nha. Ở đây thì trên tay mình đang có cục thu và cục phát của M18. Chúng ta sẽ điểm qua một chút về thiết kế của mẫu thiết bị này nha. Thoạt nhìn qua thì bộ micro không dây M18 tuy rẻ nhưng với thiết kế bên ngoài khá là ấn tượng, không có khác biệt mấy so với mẫu micro không dây đến từ Rose. Tuy không thể nào so sánh về chất lượng của hai micro với nhau, nhưng phải khẳng định M18 có độ hoàn thiện trên cả tuyệt vời. Không thể tìm đâu ra điểm sai lệch ở trên thiết kế của bộ thu phát này. Phông chữ rõ ràng, các cổng kết nối cũng được làm rất là tỉ mỉ. Với chất liệu hoàn thiện thì vẫn được làm chủ yếu từ nhựa IPS cao cấp cho độ bền bỉ và cực kỳ chắc chắn. Với mặt hiển thị của bộ micro này thì sẽ được làm từ nhựa bóng. Nên việc bám vân tay là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc vệ sinh thì cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng nha. Mặt hiển thị của bộ thu phát thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ chữ Velox. Đây là thương hiệu của mẫu sản phẩm này. Với bộ phát thì sẽ có ký hiệu là TX và bộ thu thì sẽ có ký hiệu là RX. Các cổng kết nối và các nút bấm chức năng ở trên bộ thu phát sẽ có như là cổng kết nối tai si, jack 3.5mm, micro, nút bấm để có thể bật chế độ là echo, nút bấm tắt mở nguồn, tắt âm, nút bấm tăng giảm âm lượng. Các nút bấm chức năng cũng như jack kết nối thì khá là thân thiện, dễ dùng. Nếu các bạn nào chưa nắm rõ thì có thể tham khảo thêm ở quyển sách hướng dẫn. Không thì các bạn có thể là xem video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng bộ micro không dây M18 này thì bên mình sẽ làm video hướng dẫn chi tiết nha. Với hai cục thu phát thì đều được trang bị kẹp cài áo giúp bạn rất là tiện lợi trong việc quay vlog mà không bị vướng víu. Các bạn sẽ thỏa sức sáng tạo mà không cần phải lo về khoảng cách của dây kết nối. Với dung lượng pin được trang bị lên đến 400 mAh cho thời gian sử dụng lên đến 12 giờ khi mà chúng ta sạc đầy, một trong những thông số cực kỳ ấn tượng cho bộ micro không dây giá rẻ này. Với jack kết nối tai si đầy tiện lợi cho khả năng tương thích rộng rãi với nhiều các thiết bị thu âm khác nhau, có thể kết nối cấp nhạc không dây dễ dàng với 2.4G. Với chất lượng âm thanh và khả năng kết nối ấn tượng với độ nhạy lên đến 90 dB cho chất lượng âm thanh rất là chân thực. Với bộ micro không dây M18 thì sẽ có rất là nhiều những tính năng nổi trội như là khả năng giảm tiếng ồn này, cũng như là có thể là tắt mở sử dụng echo rất là tiện lợi, và cũng có thể là cấp nhạc không dây với 2.4G rất là tuyệt vời cho bộ micro không dây M18. Với việc cấp nhạc không dây này thì sẽ giúp các bạn có thể là thêm những cái đoạn nhạc khi mà chúng ta livestream thì rất là tuyệt vời nha. Các bạn sẽ thấy ngay tên Bluetooth của nó sẽ là M18, chúng ta sẽ
kết nối vào. Lightning thì chúng ta sẽ cắm với điện thoại nhé. Rồi ok. Rồi ok, em ngoài thì chúng ta sẽ bấm vào thu âm xem sao nhá. Đó. Cường độ âm này đang có nhá các bạn nhá. Đây khi mà chúng ta tắt nhạc đi này. Là không có cường độ âm ở trên này luôn. Đấy khi chúng ta nói thì có nhá. Đấy. Mở nhạc lên. Giờ thì mình sẽ nói nhá, để về test nhá. Được âm xem sao nhá. Alo, 1 2 3 4. VNS xin chào. Mình đang để với khoảng cách khá là xa miệng để có thể là cho giảm tiếng của nó. Nếu mà chúng ta để gần ấy, thì nó sẽ bị rè nhá, tại vì cái cường độ âm nó mạnh quá mà. À, chúng ta sẽ để hơi xa một chút là chúng ta nói thì sẽ ok thôi. Đây. Đấy, ok. Với lúc này thì mình đang hoàn toàn thu ở cái bộ micro dây M18 nhá. Đó. Cắm kết nối và test thực tế thì cho ta thấy chất lượng âm thanh cũng như khoảng cách kết nối khá là ấn tượng. Với khoảng cách kết nối ổn định trong vòng khoảng 10m khi có vật cản, và khi không có vật cản thì rất là ổn định trong vòng khoảng chừng 10 cho đến 15m. Đánh giá tổng thể thì đây là một trong những bộ micro không dây cực kỳ chất lượng với rất là nhiều những tính năng nổi trội so với mức giá của nó. Nếu các bạn đang quan tâm đến mẫu sản phẩm này thì mình sẽ để đường link đặt mua sản phẩm ở bên dưới phần mô tả của video nha. Nếu các bạn vẫn chưa nắm rõ về cách sử dụng của bộ micro không dây này thì mình sẽ làm video hướng dẫn cách chi tiết để có thể sử dụng nha. Đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Xin chào.